Hello, mến chào anh chị em nha. Hôm nay thì một buổi sáng đẹp trời, em cho cá em ăn atomia hai nha anh em ơi. Thì cho ăn cái con này rất là tốt cho cá luôn nha. Thì cho ăn một cửa nhẹ thôi buổi sáng, cho mấy con này lót dạ như là mình ăn sáng đó anh em. Thì buổi trưa thì em cho ăn trùng chỉ ha, cho ăn nhiều hơn. Cho ăn em này ăn lót dạ thôi. Đây là blue thật dân nha. Thật dân thì cái thân màu đen, cái đầu ánh xanh luôn, nhìn rất là đẹp luôn nha. Hiện tại blue thật dân bên em cá còn tơ lắm anh em ơi, chưa có cá bự hung nha. Bên đây còn một ít gồng đỏ nè, cái hồ này còn đâu khoảng tầm 2 3 6 con ha. Bên dưới đây thì cái hồ là hồ Dumbo Big E nè anh em thấy không, nó tơi bơi rất là to rất là bự luôn nha. Vậy sáng lắm luôn nha anh em, nhìn rất là đã luôn nha. Hàng này cho anh chị em về làm giống rất là ok luôn, cho ăn một cửa nhẹ thì buổi sáng cho lót dạ có năng lượng anh em, cho nó bơi bơi lội được ha, giúp cho cá phát triển. Và cái hàm lượng trong Artemia này rất là cao luôn nha anh em. Đây là cái bầy cá gồng đỏ mái nha anh em. Mấy con này hổng gầy, đang thiếu thức ăn cho nên hơi ốm. Cái hồ này hơi ốm nha, hổng không không có dùng chỉ cho nên hơi ốm. Hôm nay thì em có lại rồi. Đây là Selvigoro rồi anh em ơi. Anh em thấy không? Dòng này cá đang hot bên em nha anh em. Hổng gầy được, anh em ưa chuộng rất là nhiều luôn nha. Em bán với dòng này với giá cực kỳ mềm luôn. Thì trên thân có một lớp platinum màu hồng hồng trắng trắng, cái đuôi màu nửa thân sau màu đỏ, nhìn rất là đã luôn. Anh em đi dòng này anh em nuôi càng lâu thì cái đuôi nó càng bự luôn đó nha anh em. Dòng này màu sắc nhìn rất là đã luôn anh em, màu đỏ rất là tươi nha. Đây là cái hồ cá Dumbo giống nè, Dumbo giống cá mái không mà nha, mấy con này em cho sinh sản riêng đó. Còn đây là mái của Selvigoro anh em. Anh em xem mái kìa, mái thì đa phần là ôm trứng ôm bầu hết rồi nha, về đặc biệt anh em cho đẻ hay đó, con nào cũng nấy bơi lội nhìn rất là tung tăng luôn. Dưới đây thì mái có bờ lưu thật dân nè, anh em xem mái bờ lưu thật dân nha. Mái còn nói chung là khá là tơ nha anh em, còn tơ lắm. Khoảng tầm 10 ngày nữa, 10 ngày nữa là sức cá này cho anh chị em được, nó đang phơm lên nha. Thì nó bị già cái nền cho nên anh em thấy không rõ đâu. Còn đây là câu ghe nha anh em. Đợt này em lên bộ của câu ghét e, nhưng mà mái này chưa lên full tay hết, nhưng mà trống lên full nó trơn anh em thấy không. Đó, anh em xem là đây là clip cái trống nha, full nó trơn luôn, full đỏ hết trơn luôn. Có con lên full hai tay bơi luôn nha. Còn đây là cả clip cắp mái nè anh em thấy không. Mái đầu sâu rồi, nhìn rất là đã luôn nha anh em. Mấy con mà đầu sâu rồi vài bữa nó lên, nhiều khi lên full lưng luôn á. Tay bơi lên lên trên luôn nha, tại vì sai cá này còn tơ một xíu anh em, khoảng tầm 10 ngày nữa là chuyển lên tay bơi luôn anh em, nhìn đã lắm luôn nha. Đợt này câu ghe này em lên lợi hàng này khá nhiều ha. Đây là trống nè anh em thấy không, lên đa phần là trống lên tay bơi trên luôn anh em thấy không. Nhìn rất là đã luôn nha. Trên đây thì cái hồ này anh em thấy không, coi này mà anh em nuôi thành tối nhìn con cá nó màu sắc nó tươi lắm anh em, nhìn đảm luôn nè anh em thấy không. Có con phải lên một tay bơi rồi kìa anh em, chớm hết trơn rồi nha, đầu rất là sâu luôn. Mấy con này về mình nói chung là cái hàng này giá mềm thôi mà về mình làm giống là khá là ok anh em. Mấy con này rất là khỏe luôn nha, màu sắc rất là tươi, rất là chân thật luôn nha anh em. Hồ này thì có mấy con gom mà vì sao nó nhát quá anh em ơi, em xịt đại cho nó bơi cho nó ăn từ từ ha. Bên đây là cái hồ này có gom luôn nè mà hơi nhát. Mấy dòng gom đa phần là nó nhát người lắm anh em, hay là gặp cái gì lạ là nó nhát lắm ha. Bắt đầu thấy nào rồi nó bơi ra nó ăn rồi kìa anh em. Đây là gom full nó sành hàng giống nha anh em, full vẫy full tay bơi. Thì anh em nào có chơi thì em chia lại nha, chứ em định để lên là cái lô mà làm giống luôn, tại vì cá này khá là đẹp nha anh em. Sắp hết cá rồi anh em tranh thủ bắt nha. Full vẫy full tay bơi, sai cá hàng 2 tháng rưỡi đến 3 tháng đổ lại thôi. Bên đây nó cũng nhà của nó ăn rồi anh em thấy không. Nhà của nó ăn từ từ đó. Còn cái là gồng đỏ nữa đó, thì anh em có chơi gồng đỏ nhắn cho em. Gồng đỏ thì em không có để nó hồ kính nha, em để cái khay em nuôi xô đại cho anh chị em xem thôi. Nói chung là cá khá là ok nha anh em. Hay em thấy không, gồng đỏ ăn bung quay bung đua nhìn rất là đẹp luôn nha. Coi đồ này anh em thấy không, cái con câu này anh em để thành tối là nhìn rất là đẹp luôn. Câu thì chắc ít ít thơm nữa là em hết hàng luôn quá, tại vì anh em hỏi rất là nhiều luôn. Đây là máy của Dumbo nè, mấy con này em cho đẻ. Hồn mấy con câu nói chung là xem mấy nổi bật ghê ha anh em. Đây là full drone. Còn đây là mấy cái hồ cá con nè, là giờ tới lượt cho ăn cá con ăn nha. Sai cá 1 tháng tuổi nha anh em, 1 tháng tuổi hoặc 1 tháng hơn nha, chứ không có bự hơn đâu nha. Đây là sai cá 2 3 ngày tuổi nha. Hai ba ngày tuổi bắt đầu cho ăn Artemia được rồi nha anh em. Bắt đầu cho ăn ít thôi nha. Mỗi con cá con mình có ăn là sẽ mau lớn thôi. Dưới đây luôn nè. Anh em thấy không,
xịt bắt đầu như thay đây khoảng tầm 7-8 ngày tuổi nha. Còn đây là hồ cái giống Dumbo Big E nè, bị gắt đuôi hết trơn rồi nhưng mà không sao ha, tại vì mình nuôi làm giống á thì nó cắn nhau anh em, mà chuyện gắt đuôi là chuyện bình thường ha. Đó, Dumbo Big E nha anh em. Bên đây luôn nha, Dumbo Big E. Cá mái cá trống lộn xộn chưa tách nha, sai cá một tháng gửi đổ lại thôi nha anh em, không có cao đâu. Có mấy con trống nó bung bung phơm trước kìa. Rồi qua tới dèo bên đây, Dumbo Big E luôn nè, rất là nhiều cá luôn nha anh em. Không ngờ không có chăm nước thêm. Cái này luôn nè, đó anh em thấy không? Cho ăn bắt đầu nó bu là ăn nhìn rất là đã luôn. À, cái hồ nó hơi dơ nên không gài không có thời gian mà để mà hút phân anh em. Em hút phân xong chăm nước vào lại hai con cá màu lớn lắm luôn nha. Đó. Dưới đây luôn nè. Nuôi cái nành đen anh em thấy con cá màu ok hơn anh em. Nuôi Dumbo mà nuôi nành đen màu con cá nó ok hơn. Nhưng mà nuôi nành nào cũng được chứ không nổi gì mấy dòng Dumbo này nha. Nó nành tối thì cái màu sắc nó sẽ tươi hơn, nhìn dễ ấy được hơn ha. Đây là hồ cá giống nè. Đó, Dumbo giống nha anh em. Đây nè. Đó, bị gắt tay bơ cho luôn mà không sao, không ảnh hưởng hết nha anh em. Trái giống mình chủ yếu là nuôi thôi. Nè, đây sai cá khoảng tầm 1 tháng tuổi nha, cho một ít thôi. Đợt này cá lên lại khá là nhiều nha. Anh em xin cái bộ Abengon C2 Finchi tay bơi lông e của em nè. Nhìn tay bơi như nàng nàng hằng tiên tỷ tỷ chứ anh em. Ok. Đó, tay bơi dài thước tha ghê cho anh em. Nhìn là ghiền liền ha. Nhưng mà không gầy đang chậu đẻ hết đó. Dumbo coi. Dumbo coi này hay còn ít cặp hả nha anh em. Dumbo coi còn hai hộ là hết luôn. Hồi năm rồi em làm Dumbo coi, năm nay em không làm nữa nha anh em. Dumbo coi làm mà độ ra lâu quá, không có thời gian nha anh em. Nó đây cái máy nè. Thì cái nền màu xanh nó hơi bị dạ nhưng mà không sao anh em, không ảnh hưởng gì cả nha. À, thì sắp tới sẽ có số lượng cá nhiều hơn cho anh chị em chơi. À, đây là Selvigado máy luôn rồi nha. À, rồi đây là Gon, hồ Gon này nha. Hồ bên đây còn ba cặp Gon phố xanh nha anh em. À, hàng này cho em đang là lựa để lại để nuôi luôn nè. Đó, à, sang còn tơ thôi, sang còn tơ nhưng em phơm từ từ lên nha. Selvigado nè. Đó. Thì nói chung anh chị đang xem qua clip á, thì cho em xin một like, một đăng ký kênh YouTube nha. Anh em nhớ bấm like, bao nhiêu bấm đăng ký kênh của em nha. Để mốt em ra clip mới anh em có thể là đón nhận nha. Mà anh em nào có nhu cầu đặt cái màu thì liên hệ cho em qua số điện thoại và Zalo em để góc phải màn hình đó nha. Rồi nói chung thì clip em quay sơ anh em xem buổi sáng cho cá ăn gì đến đây là kết thúc nha anh chị em ơi. À, chúc anh chị em xem qua clip vui vẻ nha.